Các bạn thân mến, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần audio văn học này. Chị vẫn còn nhớ nhà thơ Trế Lan Viên đã từng tâm sự về một người đồng nghiệp của mình bằng những lời vô cùng trìu mến như thế này. Thơ anh là lối thơ lấy cái đường đi toàn đời, lấy cái hơi toàn tập, lấy cái tứ toàn bài là chính. Anh là một con chim phụ ở đường bay, hơn là bộ lông bộ cánh, tuy vẫn là lông cánh đẹp. Nhắc tới đây rồi thì có lẽ là rất là nhiều bạn đã biết rằng ngày hôm nay chị Hiên muốn nói tới người nghệ sĩ nào rồi, đúng không ạ? À, đó chính là nhà thơ Tố Hữu. Nhà thơ Xuân Diệu thì cũng đã từng viết về Tố Hữu như thế này. Thơ của chàng thanh niên Tố Hữu khi ấy vọt ra cũng như thơ của chúng tôi, cũng lãng mạn như thể chúng tôi, nhưng là thứ lãng mạn khác, có nhiều máu huyết hơn. Thơ chúng tôi chỉ đập cho mở cửa trời, nhưng thơ Tố Hữu thì mới có chìa khóa cách mạng, giải phóng dân tộc, giải phóng cho người lao khổ. Vào năm 1938, tiếng reo vui từ ấy của Tố Hữu đã được cất lên để chấm dứt khoảng thời gian mà người ta vẫn thường nói với nhau rằng là bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi, cũng bắt đầu cho sự nghiệp làm thơ cách mạng của Tố Hữu. Tố Hữu lúc bấy giờ là một chàng thanh niên trẻ, mang trong mình một trái tim rạo rực yêu đời. Và một trong số những thi phẩm tiêu biểu nhất của đời thơ Tố Hữu sau này không thể không kể đến, đó là bài thơ Việt Bắc. Bài thơ này được viết sau chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ, khi mà Hiệp định Geneva được ký kết. Và vào tháng 10 năm 1954, cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ đã rời chiến khu Việt Bắc để trở về với Hà Nội, thủ đô của sao vàng nắng Ba Đình. Và nhân sự kiện có tính chất lịch sử ấy thì Tố Hữu đã sáng tác bài thơ Việt Bắc, khắc họa lại cuộc chia tay lịch sử với những tình cảm thủy chung son sắt. Tám câu thơ đầu là tám câu thơ đã để lại rất nhiều cảm xúc ở trong lòng của bạn đọc. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong giả bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Có thể thấy rằng đoạn thơ tràn đầy một nỗi nhớ tưởng chừng như không thể kìm nén được, cứ trào ra theo ngòi bút và tuôn chảy thành những dòng thơ. Để bài thơ trở thành một khúc hát ân tình thiết tha trìu mến, Tố Hữu đại diện cho những người cán bộ cách mạng gửi lại cho người ở, đó là đồng bào Việt Bắc. Bốn câu thơ đầu tiên, bài thơ đã mở ra một cảnh chia tay với tâm trạng bâng khuâng bồn chồn bịn rịn luyến lưu của người ở và kẻ đi. Hai người từng gắn bó sâu nặng bền lâu qua thời gian 15 năm. Và ở trong bốn câu thơ đầu tiên, đó là lời của người ở lại. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Câu hỏi tu từ có lẽ chính là câu hỏi của người ở lại hỏi người ra đi, rằng là khi trở về với Hà Nội rồi thì liệu có còn nhớ đến nơi đây nữa hay không. Và đại từ ấy được sử dụng ở trong câu thơ thứ hai, đã làm cá nhân hóa khoảng thời gian 15 năm, khoảng thời gian đong đầy kỷ niệm giữa đồng bào Việt Bắc và cán bộ cách mạng. Chúng ta thấy rằng là chỉ với hai câu thơ mở đầu thôi ạ, chúng ta đã thấy là có biết bao nhiêu những cảm xúc đã vọng về nơi đây. Khoảng thời gian 15 năm này là khoảng thời gian mà cán bộ cách mạng đã sinh hoạt, đã chiến đấu, đã gắn bó cùng với đồng bào Việt Bắc, nhưng cũng chính là khoảng thời gian nhắc nhớ về cội nguồn của cách mạng. Thế nên là sử dụng từ ấy ở trong câu thơ này đã giúp cá nhân hóa khoảng thời gian này. Tình cảm giữa cán bộ cách mạng và đồng bào Việt Bắc keo sơn, bền chặt. Câu hỏi tu từ nhắc nhớ về thời gian đã trôi qua. Câu hỏi tiếp theo lại khiến cho con người trăn trở và suy ngẫm về sự chia cắt của hai miền xuôi ngược. Liệu rằng người đi có còn nhớ về khung cảnh thiên nhiên Việt Bắc hay không?
liệu có còn nhớ về cội nguồn của nghĩa tình hay không. Và hai câu thơ đó, Tố Hữu đã hơn một lần vận dụng rất sáng tạo và nhuần nhuyễn văn học dân gian, làm nền tảng tạo nên giọng điệu tâm tình tự nhiên, chân thành, rất hiện đại, rất riêng của mình. Dân gian ta vẫn từng có câu, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Việt Bắc đã chịu nhiều thương đau, đã cùng gồng gánh trên vai một Việt Nam thu nhỏ của cuộc kháng chiến cứu quốc. Vì vậy mà dù có đi xa đến đâu thì người ở lại vẫn nhẹ nhàng nói với người ra đi về những ân tình gửi gắm. Cây ở đây là nhắc nhớ về thiên nhiên Việt Bắc, còn nguồn ở đây là nhắc nhớ về chiến khu, nhưng cũng chính là nhắc nhớ về cội nguồn của nghĩa tình. Chỉ với 4 câu thơ thôi, đó là lời của những người ở lại. Hình thức đối đáp ở đây chỉ là một thủ pháp khơi gợi bộc lộ tâm trạng và tạo ra sự hô ứng đồng vọng trong tình cảm của người ở và người về. Để rồi, cuộc đối thoại trữ tình tiếp tục được tiếp nối qua lời đáp của người ra đi, chính là những người cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong giả bồn chồn bước đi, áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Tiếng ai? Nhưng ở đây chúng ta cũng hiểu rằng đó chính là tiếng của những người ở lại. Hay đó là tiếng núi rừng, tiếng của sông suối Việt Bắc. Tình tri kỷ khiến cho người đi thấu hiểu nỗi lòng tha thiết của người ở lại. Hay nỗi lòng tha thiết của người đi gặp được sự đồng vọng của người ở thể hiện một tấm lòng thủy chung. Câu thơ như một lời hồi đáp của người ra đi rằng, chúng tôi đã nghe thấy những điều gửi gắm của những người ở lại. Nghệ thuật đào ngữ, trong giả bâng khuâng bước đi bồn chồn đã được Tố Hữu sử dụng rất độc đáo ở trong câu thơ này. Bâng khuâng ở đây là đan xen của rất nhiều những cảm xúc, có vui có buồn, có luyến lưu có nhớ nhung. Còn bồn chồn lại là cảm giác nôn nao phấp phỏng không yên, không chỉ biểu hiện ở nội tâm mà còn hiện ra trong bước chân, gương mặt và ánh mắt. Cứ bước đi được một vài bước lại quay lại ngoái nhìn về thiên nhiên, về khung cảnh Việt Bắc và những con người đang đứng ở nơi kia. Hai từ lấy nhấn mạnh vào mặt cảm xúc của người ra đi. Tấm lòng của người ra đi bây giờ nặng trĩu những luyến lưu bâng khuâng, bước đi ngập ngừng, cứ đi rồi lại dừng, tâm trạng vừa vui vừa buồn, vừa tiếc nuối, vừa hào hứng. Trong giây phút chia ly ấy, nếu tiếng ai là âm thanh mơ hồ, là tiếng lòng của người ở lại vang lên nhờ sự đồng cảm của những người đi, thì hình ảnh chiếc áo chàm lại hiện lên cụ thể đến não lòng. Hình ảnh hoán dụ áo chàm là biểu tượng đơn sơ xúc động. Hình ảnh trang phục quen thuộc của đồng bào Việt Bắc. Màu chàm là màu thể hiện cho sự giản dị, mộc mạc, bền bỉ, chịu thương chịu khó, màu của nghĩa tình. Lần chia tay có ý nghĩa lịch sử ấy được ghi lại trong niềm xúc động. Họ cầm tay nhau, vấn vương bịt rịn, 15 năm ấy đã là quá dài. Vì thế cầm tay nhau không nói gì cũng chính là nói ra rất nhiều điều. Hẳn vì thế mà khổ thơ thứ hai được xem là lời đồng vọng đầy thương mến của người ra đi gửi gắm đến người ở lại. Cái nắm tay giữa cán bộ cách mạng và đồng bào Việt Bắc thể hiện sự ngậm ngùi, không nói được tiếng nào. Vì quá xúc động, cổ họng họ nghẹn lại và câu thơ đã gợi nhắc ta đến câu thơ của Lưu Quang Vũ, cũng nói về tâm trạng chia ly đầy nghẹn ngào và xúc động ấy. Phút chia tay ta chỉ nắm tay mình, lời chưa nói thì bàn tay đã nói, mình đi rồi hơi ấm còn ở lại, còn bồi hồi trong những ngón tay ta. Và trong những dư âm đẹp đẽ ấy, chúng ta thấy được 8 câu thơ đầu chính là khúc hát chia ly giữa người đi kẻ ở, thể hiện tình cảm gắn bó mặn nồng giữa đồng bào Việt Bắc và cán bộ cách mạng. Đây được coi là khúc nhạc dạo đầu của bài thơ Việt Bắc, gợi bao nghĩa tình, yêu thương gắn bó giữa người đi và kẻ ở. Có lẽ cũng chính bởi vì cảm xúc tốt đẹp đó mà nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết trong những vần thơ của mình. Nhớ bản sương răng, nhớ đèo mây phủ, nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Và các bạn thân mến, đó là phần audio ngày hôm nay mà chị Hiên muốn chia sẻ với các bạn.
Bởi vì là hôm nay đã khá là lâu rồi thì chị Hiên mới quay trở lại làm audio, thế nên cũng có những cái phần nó hơi vấp váp một tí. Hy vọng là các bạn sẽ hết sức thông cảm cho chị Hiên nhá. Chị sẽ cố gắng tiến bộ hơn ở trong những phần audio tiếp theo được không nào. Và hiện tại thì chị Hiên đang có một bộ sổ tay văn học mới tinh luôn. Ở trong đó thì có đầy đủ tất cả những kiến thức văn học. Thế nên nếu như bạn nào mà muốn sở hữu bộ sổ tay văn học xịn sò nhất của chị Hiên, phiên bản giới hạn của chị Hiên, thì hãy nhanh chóng nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên để chúng mình có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn các bạn nhé. Còn ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm dừng ở đây thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết phần audio văn học này. Chị Hiên xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần audio văn học tiếp theo các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, chúc các bạn ngủ ngon nhé.